Chào mừng mọi người đang đến với series Vận động viên nói gì. Ngày hôm nay thì chúng ta đã trải qua một trận thi đấu là trận 8 đồng đội tính giờ, một trận vô cùng quan trọng và chiếm đến, theo như bình phỏng vấn ngày hôm qua anh Nguyễn Hoàng Sang á, là đến 80% đến cái bảng tổng sắp ngày hôm nay. Và đúng là như vậy, ngày hôm nay đã có rất là nhiều những sự thay đổi ở trên bảng tổng sắp thành tích cá nhân lẫn đồng đội. Và ngày hôm nay thì cảm nhận của các tay đua, các cua rơ của chúng ta như thế nào, mọi người hãy cùng theo dõi nha. Với tâm trạng của Hoài cũng như đội dược đất cơ lúc này cũng là không có mấy là buồn, vì cái nội dung này không phải là sở trường của đội dược đất cơ Đồng Tháp, vì chưa có được lực lượng đồng tiều nhất của nội dung này. Do đó hôm nay đội thi đấu hết khả năng và đúng với từng cá nhân và đạt thành tích như vậy là cũng với đội Đồng Tháp là cũng khá tốt. Với mục tiêu của đội dược đất cơ Đồng Tháp này, mục tiêu chính là giúp Hải Đăng có thể chiếm ưu thế ở nội dung áo trắng, và đội đã làm được điều đó tới nội dung năm nay. Sau trận cá nhân tính giờ này, hôm nay thì như Tài cùng các anh em cho đội Vietnam thì không thành công ở cửa ly ngày hôm nay, thì Tài cùng anh em gửi lời xin lỗi đến người tất cả người hâm mộ. Hôm nay sẽ những trận sau Tài cùng tập thể anh em sẽ cố gắng, đường về đường còn dài, Tài cùng anh em sẽ cố gắng chạy thật tốt để giành lại chiến thắng cho đội và cho tất cả người hâm mộ. Cố gắng như thế nào Tài? Tôi thấy Tài cùng ban huấn luyện sẽ cùng các anh em sẽ ra được những chiến thuật để cố gắng giành cái thắng lợi tốt nhất cho về cho đội. Qua những trận thi đấu thì đua tour thì Tài cùng anh em ban huấn luyện thì cũng đã không bất ngờ lắm, vì đã đánh giá được cái thực lực của Bayline là đang phát triển rất là tốt, và có vận viên Luis thì khá là mạnh về cự ly cá nhân tính giờ, thì vận viên đó sẽ gánh cho các anh em rất là tốt. Thì hôm nay Tài cùng anh em tập thể vận viên Vinoma thì có lẽ không được giữ được phong độ tốt nhất để vô cái trận ngày hôm nay. Và bên cạnh Thanh Hiệp là các thành viên của ekip Bikeline Đồng Nai, những người đã thi đấu cực kỳ xuất sắc trong trận đua ngày hôm nay. Và ngay bên sau đây chúng ta sẽ đến với những chia sẻ của các thành viên trong đội. Đầu tiên là thủ quân Nguyễn Hoàng Sang. Hoàng Sang, thì Bikeline Đồng Nai đã thi đấu ngày hôm nay với chiến thuật và tinh thần như thế nào khi mà đội cũng đã khởi đầu với những khó khăn khi mà thiếu mất một mắt xích quan trọng trong bảy tay đua? Thật sự phải nói là anh Tú đã làm cho chúng em canh phong độ tốt nhất. 1/3 chặng đường vừa qua chúng em phải canh điểm rơi làm sao. Hôm qua và phải nói là một ngày hồi phục của đội, của tất cả đội, và đã đúng điểm rơi phong độ đến ngày hôm nay. Anh em phải nói là thi đấu hơn 100% sức. Chúng em đã cố gắng rất nhiều rồi, chúng em mới làm được. Yeah! Và đó thực sự là những cảm xúc rất tuyệt vời của các tay đua Bikeline Đồng Nai. Và chúng ta sẽ cùng đến với cảm xúc thêm một tay đua nữa, đó là tay đua Nguyễn Hướng. Nguyễn Hướng, thì ngày hôm nay đội đã thi đấu rất tuyệt vời, và đây chắc chắn là những trải nghiệm rất là thú vị với những tay đua trẻ như em. Thì lúc này cảm xúc của các thành viên trong đội như thế nào khi anh thấy là tất cả các thành viên, kể cả nước mắt, nụ cười đều đang được thể hiện trên các gương mặt? Dạ thì cảm xúc của em hiện tại là giờ rất là vui, vì hôm nay là đội em đã làm được điều chiến thắng của trước giờ đến nay, không đội em đã cố gắng hết sức trong trận hôm nay. Vâng, và với kết quả này thì ở trên bảng xếp hạng đồng đội lẫn cá nhân cũng đã có sự thay đổi lớn, và chúng ta đã có một chủ nhân mới của chiếc áo vàng tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, đó là tay đua Loic Dashwiak của ekip Bikeline Đồng Nai. Loic, congratulations for the yellow jersey in this day. So how do you feel after this day? It's nice for the team because I start more fast than other year, and the team follows the plan, and yeah, very good. So do you believe you will keep the yellow jersey until the end of this tour? For a moment is we competition today, and for other day I hope yes, I'll try hard and keep going and fighting.
Vâng, Thanh Hiệp hỏi Louis về cảm xúc của đội đua sau cái chiến thắng ngày hôm nay, thì Louis trả lời đó là một chiến thắng thực sự tuyệt vời khi mà đội đua đã trải qua một cái chặng đua rất khó khăn nhưng mà kết quả đạt được thì thật sự là mỹ mãn. Và Thanh Hiệp hỏi là Louis có tự tin sẽ cùng ekip Parklife Đồng Nai bảo vệ thành công chiếc áo vàng này cho đến cuối cuộc đua, thì Louis nói là mục tiêu của Đồng Nai vẫn là thi đấu tốt nhất qua từng chặng đua và kết quả ngày hôm nay chắc chắn sẽ mang đến nhiều động lực để anh cùng toàn đội hoàn tất các mục tiêu ở cúp truyền hình năm nay. Đây là gương mặt mà mọi người đã đề nghị là Như Bình phải đi phỏng vấn trong series Vận động viên nói gì ngay từ hôm trước, thế nhưng mà về trễ quá nên là Như Bình không có gặp Nhã. Nhã, em cảm thấy như thế nào sau khi mà mình đã vượt qua một cái cú sốc mà ở cái độ tuổi bẻ gãy sừng châu nhất? Dạ, em cảm thấy rất vui chứ. Rất vui đúng không? Và có cho mình cũng là những cái động lực hơn rất là nhiều khi mà mọi người quan tâm. Dạ, đúng rồi chị. Cái cảm xúc mà khi mà em quay trở lại sau khi mà mình bị té như vậy thì cảm xúc đó là cảm xúc như thế nào? Em có thể chia sẻ cho mọi người biết được không? Dạ, là phấn khích hơn. Vui vẻ hơn. Và với em nghĩ là với một vận động viên 17 tuổi mà trẻ như vậy thì đã gặp phải một bài học là mình bị té một chút, nhưng mà sau đó mình lại đứng lên được và mình tiếp tục ở chặng đua ngay sau đó. Vậy thì em nghĩ là bài học lớn nhất mà em nhận được là gì? Dạ là cẩn thận hơn, với lại thi đấu an toàn hơn. Nhưng mà chị cảm thấy rất là bất ngờ khi mà một bạn nhỏ sinh năm 2004 đúng không em? Dạ. Mà đã có rất là kiểu rất là mạnh mẽ và bước tiếp như vậy, thì chị chúc cho em là sẽ thành công hơn nữa trong những trận tiếp tới nha. Cố lên. Mấy hôm nay làm sao rồi? Dạ khỏe nhiều chị. Khỏe hơn nhiều hả? Dạ. Ok. À, mấy anh em có bồi bổ cho? Dạ có. Nằm ngủ là bên nào? Bên này thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Xong rồi mấy hôm nay là nó đã đỡ đau rồi. Dạ. Sao em nói ít quá vậy? Em đang ngại hả? Mọi người thông cảm nha, là em mới 24 thôi nên em còn rất là trẻ ở độ tuổi bảy gãy sừng châu nên em chưa nói được nhiều. Thôi bye bye, ăn nghỉ dưỡng ngủ ngơi đầy đủ nha. Bye bye. Và sau trận thứ 8 thì áo trắng, áo dày. Và bây giờ thì Như Bình đang có mặt ở đây cùng với một thành viên của Bylife Đồng Nai. Ngày hôm nay là một ngày thắng, toàn thắng của Bylife Đồng Nai, thì cảm xúc của anh Tuấn như thế nào? Thì Tuấn cũng cảm thấy rất là vui khi Tuấn đã từng khoác áo ekip quân 17, thì Tuấn cũng tham dự giải này, nội dung này thì Tuấn chỉ kéo vị trí thứ 3. Thì sang Bylife được 2 năm thì Tuấn lại kéo hạng nhì. Thì năm nay thì đội thành công là kéo được cái vị trí xóa ngôi của đội thành phố trong nhiều năm thống trị. Nhưng mà ngày hôm nay á, là đầu tiên thì chiến lược của Bylife Đồng Nai là như thế nào? Hôm qua em phỏng vấn anh Nguyễn Hoàng Sang, đội trưởng của Bylife, thì anh bảo là cố gắng hết sức mình thôi và cũng đã tập rất là nhiều đúng không anh? Dạ thì đúng, thì năm nay tụi em được tổng huấn ở Đà Lạt thì tụi em tập chuyên vào nội dung đồng đội tính giờ này, là nội dung quan trọng then chốt của giải năm nay. Thì tụi em nhuần nhuyễn cái nội dung này ở trên Đà Lạt rồi nên giờ ráp lại nó chỉ có phần là thêm vào vận viên Luis nữa thôi. Dạ. Nhưng mà trong cái lúc mà anh đang thi đấu ở trên chặng đường ngày hôm nay á, thì có cái khoảnh khắc nào mà anh cảm thấy là mình mệt quá và mình có một chút đuối sức hay không? Dạ thì hồi nãy trong chặng đua hồi nãy thì Tuấn cảm thấy trong người rất là mệt, nhưng mà trong bộ đàm báo là đã đang ăn đội thành phố nên huấn viên nào Tuấn cũng nói là Tuấn cũng như đồng đội sẽ làm lên lịch sử, nên Tuấn cũng cố gắng trong những cây số cuối cùng để bảo vệ thành công vị trí. Nhưng mà anh biết sao không? Nãy giờ em coi anh phỏng vấn á, mặt anh hơi nhăn. Hôm nay mình thắng rồi, anh cười lên chút được không? Mệt quá. Mọi người biết sao không? Ngày hôm nay là ở cửa lò rất là nóng và rất là nắng nữa, nên là hồi sáng em cảm giác như là mình đứng ở mình phỏng vấn thôi nha, là đã cảm thấy hơi cháy da rồi, đã thấy rất là mệt rồi. Mà đây là còn thi đấu 39 km nữa, thì ngày hôm nay là đã rất là xuất sắc rồi đúng không nè? Yeah. Chúc mừng cho Bylife Đồng Nai một lần nữa. Nhưng mà mọi người biết không, ngày hôm qua Như Bình phỏng vấn đội trưởng của Bylife Đồng Nai là anh Nguyễn Hoàng Sang, Như Bình sợ là sẽ dính dớp hay gì đó, nhưng mà rất là may mọi người, series vận động viên nói gì cảm thấy là nó như là một cái sự tích cực và sự may mắn nhẹ khi mà phỏng vấn Trần Tuấn Kiệt là Trần Tuấn Kiệt chặn sau thắng chặn, xong rồi phỏng vấn Nguyễn Hoàng Sang của Bylife Đồng Nai là hôm nay Bylife hôm nay là đã chiến thắng rồi, chúc mừng. Yeah. Bye bye anh, đi ăn ngon miệng. Thấy không, mọi người thấy sự lợi hại của vận động viên nói gì chưa? Đó, mọi người thấy sự lợi hại của vận động viên nói gì hay chưa? Series này Như Bình cảm thấy là giống như là một cái sự may mắn nhẹ, khi mà phỏng vấn ai là người đó ngày hôm sau cũng
xanh rờn ở trên đường đua hết trơn, là cũng tạo điểm nhấn hết á. Ví dụ như là hồi nãy như mình có nói á, là phỏng vấn Trần Tuấn Kiệt, là ngày hôm sau Trần Tuấn Kiệt lên hương thắng chặn liền. Hôm qua như mình làm chương trình à không, như mình làm chương trình ấn tượng cấp truyền hình, như mình phỏng vấn anh Nguyễn Hàng Sang, mọi người có thể search lại để coi nha. Thì như mình có hỏi là anh ấy đánh giá như thế nào về trận hôm nay, xong rồi anh ấy nghĩ như thế nào về cái khả năng thắng trận. Y chang luôn, ngày hôm nay thắng, quá trời thắng luôn mọi người. Mọi người thấy thế nào? Hãy comment ở phía bên dưới để như mình được biết nha. Còn bây giờ thì chúng ta biết và hẹn gặp lại.